Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, thời gian qua, tình trạng cán bộ né việc, né trách nhiệm diễn ra khá phổ biến ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Mặc dù lãnh đạo Đảng, nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt để khắc phục, tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa chấm dứt. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng vẫn còn tình trạng cán bộ thấy đúng mà không làm vì sợ sai. Đó là thiếu bản lĩnh, thiếu trình độ năng lực, thiếu tâm huyết, thiếu trách nhiệm, động cơ không trong sáng. Trưởng ban nội chính Trung ương còn tình trạng cán bộ thấy đúng mà không làm vì sợ sai. Ngày 13 tháng 5, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Lạt để lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm tiếp tục cải cách tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cấp huyện, thành phố, nhất là cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường cần có cơ chế tăng phụ cấp. Cử tri thành phố Đà Lạt đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kiến nghị Trung ương cần tiếp tục thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt hơn, nhất là thực hiện các giải pháp phòng ngừa cần thu hồi triệt đề tài sản tham nhũng cho nhà nước. Cùng với đó, cử tri đề nghị siết chặt hơn về tiêu chuẩn đạo đức đảng viên, nhất là khi làm công tác cán bộ, tránh để suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật quá nhiều trong thời gian vừa qua, gây mất niềm tin trong nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thành phố Đà Lạt và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm ông phân tích làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung đây là quan điểm xuyên suốt của đảng ta trưởng ban nội chính trung ương cho rằng vẫn còn tình trạng cán bộ thấy đúng mà không làm vì sợ sai đó là thiếu bản lĩnh thiếu trình độ năng lực thiếu tâm huyết thiếu trách nhiệm động cơ không trong sáng những cán bộ như thế không xứng đáng đứng trong bộ máy nhà nước Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến thiết thực của cử tri. Ông cũng đánh giá cao ý kiến của cử tri về công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản qua các vụ án, qua đó thể hiện sự nghiên cứu, theo dõi và tinh thần xây dựng cao. Đồng thời, ông đề nghị tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt nếu thấy điều gì chưa rõ nên đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tập thể để có cơ sở vững chắc và sự đồng thuận, tiếp tục lắng nghe, xử lý những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí cũng thông tin về kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó có nhiều nét mới, điểm mới trong điều tra, truy tố, xét xử. Từ khởi tố ban đầu, sau đó tùy theo mức độ vi phạm khác nhau, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố từng lĩnh vực rất cụ thể, rất chặt chẽ, đảm bảo quyết liệt, công tâm, khách quan. Dự án Đại Ninh khiến nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị khởi tố. Sau 3 năm thực hiện kết luận thanh tra số 929 KLTTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của thanh tra chính phủ, vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm điểm 190 cá nhân cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh này vì để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm trong suốt hàng chục năm trở lại đây liên quan đến nhiều dự án quan trọng của địa phương. Theo đó, Lâm Đồng đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm. Có 16 trường hợp phải xử lý kỷ luật, 174 trường hợp rút kinh nghiệm bên cạnh đó thanh tra tỉnh lâm đồng cũng đã báo cáo rõ về công tác chấm dứt hoạt động thu hồi của ba dự án do qua kiểm tra xác minh có vi phạm pháp luật về đất đai đặc biệt là dự án sài gòn đại ninh theo kết luận thanh tra số 929 của thanh tra chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng như chậm tiến độ dự án không tuân thủ nghĩa vụ tài chính để mất 257 hectare rừng và để bị lấn chiếm 111 hectare đất rừng vi phạm trật tự xây dựng vân vân mà cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý triệt đề kết quả là đến nay cả bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đều đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an bắt giữ để điều tra mở rộng khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sài gòn đại ninh là một trong những siêu dự án ở lâm đồng sau nhiều năm triển khai dự án khiến hàng loạt quan chức từ trung ương đến địa phương vướng vào lao lý trong đó có ông mai tiến dũng cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ bị cơ quan điều tra bộ công an khởi tố bị can bắt tạm giam Ngày 4 tháng 5 mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng. Thông tin thêm, ông Tô Ân Sô cho biết, Mở rộng điều tra vụ án đưa vào nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng. Ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, Đối với ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Dũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, Bộ Công an phối hợp các lực lượng liên quan đã thực hiện thủ tục tố tụng theo quy định trung tướng tô ân sô cho biết thêm khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về một số vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo tổng bí thư đã có lời khen ngợi lực lượng công an đã quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu bộ công an quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực bãi nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng do liên quan sai phạm tại dự án đại ninh cũng liên quan đến những sai phạm tại dự án Đại Ninh. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Quận, đồng thời bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp theo hình thức công khai trong kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân và chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có mặt tại kỳ họp thứ 14 đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Trần Đức Quận và chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với ông Trần Văn Hiệp. Nguyên nhân bãi nhiệm do các ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp đã vi phạm các quy định Đảng nhà nước và đã bị khởi tố bắt tạm giam. Ngoài ra, 100% các đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với hai ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp do vi phạm các quy định của đảng nhà nước không còn đủ tư cách là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trước đó, ngày 2 tháng 1 năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Chiều cùng ngày, nhiều công an có mặt tại nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên đường Dẹt Sinh, phường chính thành phố Đà Lạt vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án xác định ông Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Cũng liên quan đến vụ án ngày 24 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Cơ quan điều tra xác định hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh, hành vi của ông quận bị cáo buộc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh đẩy loạt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào vòng lao lý. Một loạt lãnh đạo đứng đầu tỉnh Lâm Đồng đã rơi vào vòng lao lý khi có dính líu tới sai phạm xảy ra tại dự án khu đô thị sinh thái Đại Ninh. Đây là dự án với tổng vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng của công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Sau 13 năm đầu tư, khu đô thị sinh thái Đại Ninh chỉ mới xây dựng một số hạng mục nhưng xuống cấp hư hỏng và để hàng trăm hecta rừng bị phá. Dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, khu đô thị Nam Đà Lạt được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, công ty Sài Gòn Đại Ninh. Dự án bao gồm khu đô thị trung tâm, biệt thự Davos, khu biệt thự Đa Năng, đảo xanh và khu ven hồ, đất công trình công cộng gồm công trình trung tâm, dịch vụ công cộng, văn hóa giáo dục, thương mại, dịch vụ tài chính, khu nghỉ dưỡng khách sạn. Ngoài ra dự án này còn có công viên là rừng nguyên sinh, vườn hoa thế giới, khu bảo tồn thiên nhiên trên diện tích lên tới 3.595 hectare, xuyên qua các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà In và Ninh Loan thuộc huyện Đức Trọng, vị trí gần nhất của dự án cách thành phố Đà Lạt khoảng 50 km về phía nam. Ban đầu, chủ đầu tư dự án này là công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Người đại diện pháp luật, vốn điều lệ năm 2010 của công ty này là 300 tỷ đồng. Đến năm 2017, công ty nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, đại gia Nguyễn Cao Trí, 53 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, dùng công ty trách nhiệm hữu hạn Capella Hospitality, công ty con của công ty Capella, thay công ty Bến Thành mua lại 51% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 1.530 tỷ đồng, từ tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Cao Trí trở thành người đại diện pháp luật của công ty này. Theo tiến độ đầu tư, khu đô thị Nam Đà Lạt được triển khai thực hiện từ năm 2010, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Tuy nhiên đến nay, sau 13 năm triển khai, dự án chỉ mới thực hiện được một số hạng mục, gồm 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia, một hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ và trồng hơn 10 hectare rừng trên diện tích lấn chiếm đã được giải tỏa. Đáng chú ý tại dự án này đã để rừng bị phá lên đến hơn 257 hecta và trên 111 hecta đất rừng bị lấn chiếm. Năm 2017, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có quyết định yêu cầu công ty bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng tổng cộng là 6,66 tỷ đồng. Nhưng đến giữa năm 2010, doanh nghiệp này mới nộp 1,67 tỷ đồng. Tại kết luận thanh tra 929 trên KL trên TTCB, Ngày 12 tháng 6 năm 2020, thanh tra chính phủ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án khu đô thị Nam Đà Lạt của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Thực hiện đề nghị của thanh tra chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục để thu hồi dự án này. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2020, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có nhiều đơn xin cứu xét tới các cơ quan chức năng, trong đó có thanh tra chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trong đơn, công ty này cho rằng đoàn công tác của thanh tra chính phủ khi tiến hành thanh tra dự án khu đô thị Nam Đà Lạt đã làm việc quá nguyên tắc, chỉ dựa vào báo cáo của các cơ quan chức năng, chưa tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, không tạo điều kiện để doanh nghiệp giải trình. Do đó đã dẫn tới kết luận thanh tra về dự án khu đô thị Nam Đà Lạt thiếu khách quan, đẩy doanh nghiệp tới nguy cơ phá sản. Ngày 1 tháng 3 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã ra quyết định lập tổ công tác để xác minh nội dung kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số 929 trên KLTTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Thanh tra chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành. Thế nhưng đến nay, siêu dự án này gần như không có gì tiến triển. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, Công ty Sài Gòn Đại Ninh báo cáo công ty đã đầu tư tổng số tiền vào dự án là 2.000 tỷ đồng, đồng thời đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án lên hơn 30.200 tỷ đồng. Từ khi được chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án, theo đề nghị tại kết luận 1033 trên KL, TTCP của Thanh tra Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành liên quan đã thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư, đẩy nhanh thực hiện đối với các hạng mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên thực tế thì từ năm 2018 tới nay, công ty Sài Gòn Đại Ninh không triển khai thêm hạng mục công trình nào khác. Siêu dự án khu đô thị Nam Đà Lạt với tổng nguồn vốn lên tới hơn 25.000 tỷ đồng vẫn án bình bất động hiện trạng của siêu dự án này cho thấy sự xuống cấp của nhiều công trình hạng mục dọc con đường chính thảm nhựa dẫn vào khu đất trưng các tấm pano in phối cảnh khu đô thị đã bạc màu ngay lối vào chủ đầu tư lắp barrier chốt trực bảo vệ cùng với biển nội quy kiểm soát người lạ ra vào công trường hiện nơi này vẫn duy trì người trực nhưng dân địa phương có thể đi qua chốt vào khu vực lân cận canh tác thu hoạch cà phê các bãi đất bên trong dự án được người dân tận dụng phơi cà phê Người dân sống cạnh dự án nói rằng cảm thấy tiếc khi các công trình tiền tỷ bị bỏ hoang nhiều năm. Liên quan đến dự án này, vào tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Tiếp đó tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc Vụ trưởng vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ bị khởi tố bắt tạm giam điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan vụ án nhận hối lộ tại dự án nói trên. Tương tự các dự án đình đám của tập đoàn Phúc Sơn, dự án khu đô thị Sinh Thái Đại Ninh tại Lâm Đồng không những gây lãng phí tài nguyên đất rừng mà còn kéo theo một loạt cán bộ tỉnh nhúng chàm. Liệu trong thời gian tới vụ việc sẽ có những diễn biến nào tiếp theo? tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo